quay trở lại sau trận chiến cổ 1.000 năm về trước. Mặc dù đã hy sinh nhưng hình ảnh của người vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Chúng là những quái thú ma thuật. Galleon, sư tử sấm sét. Galconeru, kên kên màu xanh ma thuật. Galshoshaku, nhám cưa răng sắc. Galbuffalo, châu tia chớp ma thuật. Và Galchaga, báo săn mồi.